Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay sẽ các bạn vẽ một cái bàn nhé. Cái bàn này cũng đơn giản nha các bạn ha, nhưng mà nó có cái hiệu ứng về cái ba tầng, các bạn nhìn nó khá là đẹp mắt các bạn ha. Cái bàn này rất là dễ, thì mình sẽ vẽ trên bàn cho các bạn xem nhé. Nếu thấy kênh của mình hay và bổ ích thì các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ cho mình nha các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau khi vẽ xong các bạn dùng lệnh swap nhé. Vậy đó là hình tròn. Ok, bạn nhập thông số vào cho nó nè. Bài này nó không có khó đâu. Rồi ok. Rồi mình mirror cái thằng này cái lệnh cái swap này ra. Mirror đó mình kích vô mình chọn mirror nhé. Rồi ok. Axit tạo cái trục xoay á. Rồi ok. Bạn rê lên. Đó là mình ba tầng cho nó ra để nó dễ nhìn nhé. Mirror này chọn cái mặt này rồi ok đó. Đó mình sẽ ba tầng cái thằng này ra sáu cái nhé. Ok mình bo cho cái thằng này cái đã rồi đó, mình cứ mình chọn vô rồi ok đó, mình thấy không? Rồi ok nhé, mình tiến hành ba tầng như nó này, chọn trục xoay nè, thì cái chỉ là sáu cái nhé, đó, 60 độ, ok, đó, tương tự cái phần bên này, mà như mình thấy nó bị lỗi để mình sửa thì rất là tí, nó bị lỗi rồi các bạn nhập và sửa lại thông số ở đây nhé, rồi ok, rồi đó, rồi, tiếp tục mình làm tiếp tục với cái phần còn lại nhé, sẽ được cái hiệu ứng đan xen với nhau cũng khá là đẹp mắt nha các bạn ha. Rồi ba tầng cho nó chọn trục xoay ok, những cái chị vô rồi ok rồi đó các bạn. Xong rồi các bạn tiến hành tạo một phẳng, các bạn vẽ cái mặt bàn cho nó nữa là xong các bạn ha. Đó bàn này bố trí của nó là ở cái điểm này nha các bạn, mình vẽ ra cái hình dạng như vậy khá là đẹp mắt đó. Rồi cái này nó không cho ba tầng có ba chọn rồi mình bắt đầu mình chọn đó, mình cho tầng thủ mình fillet thủ công nó được nha các bạn. Đó là ok, cái chọn nó vô rồi tầm mặt bàn nữa là xong nha các bạn ha. Đó bài hôm nay mấu chốt nó nằm ở đây thôi. Rồi ok, nó nhìn cái hoa họa tiết của nó cũng khá là đẹp các bạn ha, đan xen với nhau nha các bạn. Đó ok, fillet cho nó hết rồi tạo cái mặt bàn sau. Rồi ok nhé, ok rồi các bạn tiến hành vẽ một cái mặt bàn trên đây. Đó, nhập khoảng cách cho bạn, các bạn cần sao cho nó vừa chạm cái phần trên là được. Cái này bằng mắt thôi nha các bạn, không còn chính xác đâu. Rồi ok, các bạn nhập rồi các bạn vẽ cho nó. Rồi các bạn vẽ hình mặt bàn cho nó, hình lục giác rồi chút nó lên là xong các bạn ha. Mình hy vọng kênh YouTube của mình mang lại cho các bạn sự bổ ích. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và ủng hộ cho mình nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
đó, sau khi xong rồi tiến hành chút cho nó nhé, dẹp cái chị vô rồi xong tiến hành bo mấy cái cạnh bàn nữa là xong nha các bạn. Ok, bài này nó đơn giản vậy thôi đó, lâu lâu mình sẽ đưa ra những cái bài giảng như vậy cho các bạn nào mà cũng mới tìm hiểu về về Corel có thể làm được nha các bạn. Những cái bài kia nhiều loại quá, nhìn nó rối mắt quá. Ok, giống như là cái bài tập những các bạn là thư giãn nhẹ nhẹ nhàng thôi các bạn ha. Rồi các bạn nhập vô bạn fillet cho nó là xong các bạn. Rồi ok, rồi đó fillet cho nó rồi ok, và bó cái phần hai mặt bàn đến là xong đó. Bài này như vậy thôi, rồi cảm ơn các bạn em tiếp cùng mình nhé, gặp lại các bạn những video sau. Với các bạn đây.